thứ một hả? Đẹp quá. Rồi, trước tiên là ok. Trước tiên mở này, mở này. Không có thứ chân. Thấy cái gì bỏ cho nó hơi vô, hơi vô hộp đúng rồi, đừng giục lung tung nha. Đứng thẳng lên, đứng thẳng lên. Ngồi xuống ra, mở cho đẹp coi. Nhìn thẳng vô đây coi. Mở lấy áo ra gió luôn đó em. Mở hết luôn á. Là chỗ lụi á. Mở này, này hết chanh, lấy tay 10 chanh. Chạy phải không? Chạy đi coi cho đẹp, chạy đi. Mua nhất, chạy ra gì? Đi chia làm đôi đi. Chạy đứt đi không? Con này con thứ tư rồi, con hai con luôn, quá được hai con. Nói không phải ạ? Cô ta gì mà được chứ. Ồ, giờ tặng nguyên lộ luôn hả? Cái là xì tai phải không? Xì tai. Em vô xin miếng môi son màu cam luôn nha. Này là cho nhân viên. Chia phân nữa. Em coi số mấy ở trên đích trời vậy. Chia gọi số 2. Đấy chạy xả bỏ mà. Quên. Nửa canh thôi nghe nhỏ ơi. Có rồi, đo số rồi. Đo số rồi. Ê, có đi anh ở đây đúng không? Số 2. Ở đây là 203906. 203952. Gan lợ, gan lô nè. Đây sản xuất cùng lô nè. Đây, 203952. 203906 cùng lô á. Sắc sắc bên. Đây hai cái bên luôn ạ. Rồi sẵn chơi con kêu đi em, sẵn lựa 300 luôn đi. Mua hai con mà. Lên màu đỏ. Tươi. Đúng rồi. 20 rồi. Ở đây có bán đồ đủ của Tùng nha con. Lưới nè. Gió nè, nước bỏ. Nước nè, tại vì ta mua nhiều người ta không xài, ta bỏ lại. Mà con nào có hư hay là cũ á, thay. Là lưới là hiểu luôn nè. Lưới nè. Thấy kịp không? Bình dầu nè, cấp nước, áo gió đầy đủ nha, cấp đầu đèn luôn, đồng hồ luôn. Để nhiều người mua ta không xài á, bỏ lại. Cũng là đồ hãng á, gỡ ra đó. Mà gỡ xong đi làm cái khác. Hai chợ. Rồi, lấy dầu đi. Lấy dầu. Mấy anh lấy dầu đi, dầu hai chai dầu đi. Xách giùm anh hai chai dầu coi. Rồi, đóng nắp xuống cho đẹp lên em trai ơi. Khỏi chùi đi em, khỏi đi, hồi còn gỡ nữa. Đổ dầu. Mẫu mới bằng dầu bằng kim loại nha con, bằng sắt luôn nha. Thép luôn. Này, cái bình dầu là bằng kim loại nè. Kim loại xét nó. Chống rỉ luôn nghe, chống xét luôn nghe, đẹp, dầu đẹp nghe không? À, giống như GT luôn. Đây là cái kép nước để made in Thái Lan luôn nha. Mà con không mua đúng hãng xài nha. Quá đẹp. Dạ. Không cho mua hình hả? Nét rồi. Ok. Cái đời này bà con cứ châm dầu vô chảy dầu xuống, bà con lỡ bể bình dầu rồi này tự động khóa dầu, không mở này ra tự động khóa dầu bà con. Khỏi xài phá nhưng khi mình quên mình đụng rồi đó. À, khỏi công phá, lỡ đụng bể này là tự động dầu phá. Con để lâu ngày không sợ nó xì. Cho nó đổ nó xong rồi đi. Lên ga luôn anh ơi. Chừng chừng đầu đèn cảnh chưa? Mọi xong làm tiếp đầu đèn riêng.
chút đi. Đó, đợi cô ta con phải là chăm nhớ, phải chơi để với nhau không? Chăm đi em. Hỏi hỏi chăm nhớ kìa. Bà con mới làm thay nhớ có làm gì nghe bà con.